课文 1在房间 这块手表是你的吗? 不是我的,是我爸爸的。多少钱买的? 3000多块。手表。签。好。 Chứ phải số biểu sư nhỉ tơ mơ à, tức là chiếc đồng hồ này có phải là của bạn không à, giá khối thủ biểu thị nhĩ đích mà à, bố sư của tơ à, không phải là của tôi sư của ba bà tơ à, là của bố tôi à, bất thị ngã đích à, thị ngã ba ba đích à, tôi sảo chén mải tơ à, mua hết bao nhiêu tiền vậy à, là bao nhiêu tiền mua vậy đa thiểu tiền mãi đích san chen tua khoải hơn 3.000 đồng à, tam thiên à, đa khối à, chi đọc lại nào ờ, chưa khoa sấu biểu sư nhị tơ ma bố sư của tơ sư của ba ba tơ tua sao chén mãi tơ san chen tua khoải ừ, hân hảo 2. 在家里 这是今天早上的报纸吗? 不是,是昨天的 你听,是不是送报纸的来了? 我看一下。不是,是送牛奶的。 报纸送一下牛奶 这是今天早上的报纸吗? Đây là tờ báo của buổi sáng ngày hôm nay có đúng không? Giá thị kim thiên tảo thượng đích à, báo chỉ mà. Phú sư, sư chúa thiên tờ. Không phải là của ngày hôm qua. Bất thị, thị tác thiên đích. Nhi thiên, sư phú sư, sùng bảo trừ thờ lái lợ. Bạn nghe thêm, có phải là người đưa báo đến không? Nhĩ thính, thị bất thị, tống báo chỉ đích lai liễu. Của khan ý xạ, phú sư, sư sùng nhiếu nải tờ. À, không phải là người đưa sữa đấy à, tôi xem một chút xem không phải đấy là người đưa sữa đấy à, ngã khán nhất hạ à, bất thị à, thị tống à, ngưu nãi đích à, hạnh nào trai tú nào chưa sư tinh thiên chảo sang tơ bao chữ ma à, bú sư sư chúa thiên tơ à, nỉ thinh ờ, 是不是送报纸的来了? Ờ, 我看一下,不是,是送牛奶的? Nếu, không phải níu nữa nhé, giữa có chữ O, đó là níu nải. Níu nải tơ. 3. 在家里 这是谁的房间? 这是我和我丈夫的,旁边那个小的房间是我女儿的。 你女儿的房间真漂亮,都是粉色的。是啊,粉色是我女儿最喜欢的颜色。房间丈夫旁边真粉色粉 颜色。好,这是谁的房间? Đây là phòng của ai vậy? Giá thị thuy là đích phòng gian. 这是我和我丈夫的房间那个小的房间是我女儿的. Là phòng của tôi và chồng tôi. Cái phòng nhỏ nhỏ ở bên cạnh ấy là của con gái tôi. Người ta gạch chân cụm từ là Hàng bên là cửa xảo tờ phán chen là một cụm danh từ và ta phải dịch ngược lại là căn phòng nhỏ ở đằng kia bên cạnh là của con gái tôi. Bố nữ ở tợ là của con gái tôi. Giá thị là ngã hòa, ngã trượng phu đích, bàng biên là ná cá tiểu đích, phòng gian thị ngã nữ nhi đích. Ní nữ ở tờ phán chen chân phèo lèng, tâu sự phần sửa tợ. Căn phòng của con gái bạn thật là đẹp. Đều là màu hồng à, nhĩ nữ nhi đích phòng gian chân phiếu lượng đô thị phấn sắc đích
是啊，粉色是我女儿最喜欢的颜色。vậy à, màu hồng là màu sắc mà con gái tôi thích nhất. Phẩm sắc thị ngã nữ nhi tối hỷ hoan đích nhan sắc. Nào, Dương nào. 这是谁的房间？这是我和我丈夫的。旁边那个小的房间是我女儿的。你女儿的房间真漂亮，都是粉色的。是啊，粉色是我女儿最喜欢的颜色。对，很好。四，在办公室，你看见我的杯子了吗？这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。给你。左边，红色，红。你看见我的杯子了吗？bạn đã nhìn thấy cái cốc của tôi chưa? Những khán kiến ngã đích bối tử liệu mà. Chưa lì yếu chỉ có bây chữ. Nả cơ sư nỉ tợ. Ở đây có mấy cái cốc liền, cái nào là của bạn? Giá lý hữu kỷ cá bối tử. Nả cá thị nhĩ đích. Chủ biên là cơ khủng sửa tợ, sư của tợ. Cái chiếc màu đỏ ở bên trái kia là của tôi. Dịch ngược cụm từ chủ biên là cơ khủng sửa tợ nhé. Tơ đây là ẩn ý của từ page, tơ page. Cái cốc màu hồng bên tay trái kia là của tôi. Tả biên na cá hồng sắc đích thị ngã đích. Cái nỉ đưa cho bạn này. Khi đưa ai đó cái gì ta sẽ nói kèm câu là cái nỉ. Cấp nhĩ đưa cho bạn này. Đó. Hoàng Yến Linh đó.你看见我的杯子了吗？这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的，给你。对，很好。的字短语，古的瓜的，代词、形容词、动词等跟的组成的一个短语，相当于省略了中心语的名词短语。例如，代词、名词、hay động词结合với的，sẽ tạo thành cụm từ có tính chất như danh từ、cụm danh từ, trong đó thành phần trọng tâm được lược bỏ. Ví dụ, 一, 这本书不是我的。我的书，quyển sách này không phải là của tôi. 二，这个杯子是昨天买的，昨天买的杯子。cái cốc này là mua ngày hôm qua, là cái cốc mua ngày hôm qua. 三，这块手表嘛是你的吗？你的手表，cái đồng hồ này là của bạn có phải không？mời Yến nào, giải tú sang cái例子。这个可以。一，这来本书这不本是我书来的。的嘛？来，这来本书不是这我本的。书làm gì có lái nào cơ? Chưa bẩn N 书，呢？这本书不是我的。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 这本书不是
昨天买的。啊，cái cốc này thì mua ngày hôm qua. 三, 这块啊，这块手表是你的吗？ Cái đồng hồ này là của bạn sao? 嗯，好。二，以下该用以下，以下用在动词后面，表示一次短暂的动作，相当于动词的重叠式 AA， 见第八课，宾语可以省略。例如，以下được dùng sau động từ để diễn tả hành động xảy ra trong thời gian ngắn, tương đương với việc lặp lại động từ. Xem bài 8. Trường hợp này ta có thể lược bỏ thân ngữ. Ví dụ, 我看一下, tôi xem một chút, 你休息一下吧, bạn nghỉ ngơi một chút đi. 我问一下老师, để tôi hỏi một chút thầy giáo xem thế nào. Học chi nào? Trai tú nữa. 我看一下。你休息一下吧。休息không phải休啊，休息休，然后来休呢，休息。我问一下，老师，thầy ơi, hình như
trong gia lô của em xin vào ấy. À, chờ đợi chút. Hào, ủy chi phụ sử chân, phó từ ngữ khí chân. Chân gia hình rung sử, biểu sư cảm thán tơ ủy chi, ý sử sư tí chuệ, sử giải, lý rũ. Chân kết hợp với tính từ được dùng để thể hiện cảm xúc. Chân có nghĩa là thật, quả là. Ví dụ, y, nǐ zhēn hǎo, bạn thật là tốt. 2. Jīn tiān tiān jì zhēn hǎo, thời tiết ngày hôm nay thật là tốt. 3. Nǐ nǔ er de fǎng jiān zhēn piào liǎng, căn phòng của con gái bạn thật là đẹp. Hảo, hạnh nào. Nǐ zhēn hǎo, jīn tiān tiān jì zhēn hǎo, nǐ nǔ er de fǎng jiān zhēn piào liǎng. Chân phèo liệu. Chờ đây chút. Các bạn này còn phải ID nữa. Gần truy khẩu vấn nội dung, hồi đá vấn thí. Bà bà, y bà bà tư sấu biểu tuổi sáu chén, đồng hồ của bố thì bao nhiêu tiền? Ồ, xung bảo trừ tờ lái lơ mà. Cái người đưa báo ấy, thì đã đến chưa? 三旁边那个小的房间是谁的？给căn phòng nhỏ ở bên cạnh là của ai vậy？四他女儿的房间怎么样？căn phòng của con gái ai cô ấy thì như thế nào？五哪个杯子是他的？cái cốc nào là của cô ấy？好，Dương呢？爸爸的手表多少钱？送报纸都来了吗？旁边那个小的房间是谁的？他女儿的房间怎么样？哪个杯子是他的？很好。公共汽车，公共汽车，那车bus。高速公路，高速公路，nghĩa là đường cao tốc. 名胜古迹，danh thắng cổ tích, nghĩa là danh lam thắng cảnh. Ai bù sư sầu, ái bất dịch thủ. Ái bất dịch thủ nghĩa là yêu quyến luyến không rời. Ai là yêu, bù là không. Sư sầu nghĩa là buông tay, bỏ tay. Buông bỏ tay. Ai bù sư sầu, yêu mà không bỏ tay, yêu không rời. Chơi cơ khủng sợ tợ bây giờ sư nhỉ tờ mơ, cái cốc màu đỏ này là của bạn có phải không? Tất cả chân cụm từ trước có khống sửa tờ bây giờ là một cụm danh từ. Bù sư của tờ không phải là của tôi. Pháng bên phần sửa tờ bây giờ sư nhỉ tờ mơ, cái cốc màu hồng ở bên cạnh là của bạn có phải không? Tất cả chân cụm từ pháng bên phần sửa tờ bây giờ sư của tờ là của tôi. À, bạn Thúy đọc lại bốn câu này nào. Chưa cơ hôm xưa tọ bay chữ sư nỉ tọ ma bú sư ủa tọ pháng ben phần xưa tọ bay chữ sư nỉ tọ ma sư ủa tọ. Hẳn hảo này. Đây thứ này đọc là ủ phỉn này. Ủ phỉn là vật phẩm, nghĩa là món đồ. Ta có bay dự là cái cốc, bỉ là cái bút, su là quyển sách, bảo chữ là tờ báo, chén là tiền. Còn đây đọc là vị trí là vị trí. Chủ biên là bên trái, yếu biên bên phải, chén biên tiền biên là đằng trước, khẩu biên hậu biên ở phía sau, pháng biên bàng biên ở bên cạnh. Yến sửa âm ấn Việt là nhan sắc, nghĩa là màu sắc này. Khúng sửa hồng sắc là màu đỏ. Phẩn sửa phẩn sắc là màu hồng. Bái sửa bạch sắc là màu trắng. Khây sửa hắc sắc là màu đen. Lán sửa lam sắc nghĩa là màu xanh. Đó. Linh đọc lại nào. Dạ. Món đồ bay chữ, bỉ, su, bao chữ, chén, vị trí, chấu biên, nhấp biên, chén biên, khẩu biên, pháng biên, màu sắc, khúng sửa, phẩn sửa,
白色、黑色、蓝色。Đúng rồi. Nhớ là dịch các từ này và từ nào chưa biết chúng ta tập viết mỗi chữ một dòng nhá. Các từ này cũng là một dạng từ mới chúng ta cần phải tích lũy để học đấy. Họ, chủ biên tờ phòng chen sư của ba bà ma mà tờ. Thăm mần tờ phòng chen khẩn tờ. Căn phòng ở bên trái là của bố mẹ tôi. Căn phòng của họ thì rất là lớn. Phòng bên tờ sư của tờ. Của tờ phòng chen sư phần sợ tờ. À, cái phòng ở bên cạnh ấy là của tôi. Căn phòng của tôi thì là màu hồng. Điện thoại trên chỗ chữ sang. Chỗ chữ trên chóng phòng bên. Máy tính thì ở trên bàn. Và trên bàn thì và cái bàn ấy thì ở bên cạnh cái giường. Nó có từ chóng là cái giường. Đấy. Đọc lại các câu này nào. Mời bạn này nào, mời bạn ốm bạn ấy kêu. Ngọc Anh nhá. Chủ biên tờ phòng chen sư của ba ba ma ma tờ. Thà mân tờ phòng chen hẳn ta. Phòng biên tờ sư của tờ. Của tờ phòng chen sư phần sư tờ. Tiên nào trai chua chữ sang chua chữ trai choáng phòng biên. Ừ, hẳn hảo. 左边那个红色的是我的。 一, 听力。 第一部分。 第1到5题, 听句子判断对错。 例如, 我们家有三个人。 我们家有三个人。 我每天坐公共汽车去上班。 一, 这块手表不是她的，是她丈夫的。这块手表不是她的，是她丈夫的。 一，这块手表不是他的，是他丈夫的。 Đây không phải là đồng hồ đeo tay của anh ấy là chồng của tôi. Đáp án là đúng. Cái gì? Dạ. Chiếc đồng hồ này không phải là của cô ấy, là đồng hồ của chồng cô ấy, là chồng của tôi. Trời ơi. Là đồng hồ của chồng cô ấy nhá. À. Vâng. 他每天早上都要喝茶看报纸。你女儿的房间真漂亮。OK，那先归上文路，咱们。二，他每天早上都要喝茶看报纸。 Anh ấy mỗi ngày vào buổi sáng đều uống trà và xem báo. Đáp án là đúng. 他每天早上都要喝茶看报纸. À, chờ tí. 三, 你女儿的房间真漂亮，颜色也好看。 你女儿的房间真漂亮，颜色也好看。 像你女儿的房间真漂亮，颜色也好看。 Phòng của con gái bạn thật đẹp, màu sắc nhìn rất là tốt. Đáp án là đúng. 四, 送牛奶的来了。 你去开门吧。送牛奶的来了，你去开门吧。是，送牛奶的来了，你去开门吧。 À, đưa sữa tới rồi, bạn đi mở cửa nhé. Đáp án là chua rồi. 五,
旁边那个大点的杯子是我的。旁边那个大点的杯子是我的。旁边那个大点儿的杯子是我的。bên cạnh đó có cái cốc là của tôi. Không phải ở đâu, ta tiền thôi, không phải ta tiền ở đâu. Âm error này để cộng để âm cong lưỡi theo kiểu Bắc Kinh, ta tiền, phải bên đó có ta tiền the page là của tôi. Bên cạnh đó có cái cốc là của tôi. Đã sư tuệ rồi. Rất hảo. Rồi, Dương làm phần tiếp nào. Đi 2 bộ phận. Đi 6 到 10 题. Thính đối thoại. 选择与对话内容一致的图片。例如，你喜欢什么运动？我最喜欢踢足球。六，今天早上送牛奶的来了吗？我不知道，你看看外边有没有牛奶。六，今天早上送牛奶的来了吗？我不知道，你看看外边有没有牛奶。六，今天早上，送牛奶的来了吗？我不知道。你看看外边，有没有牛奶？sáng sớm hôm nay thì người giao sữa đã đến chưa? Tôi không biết. Bạn nhìn ra bên ngoài xem họ đã đến chưa? Xem đã có sữa hay chưa? Ta sư F.七，今天的报纸在哪儿？在电脑旁边。七，今天的报纸在哪儿？在电脑旁边。七，今天的报纸在哪儿？在电脑旁边。Hôm nay báo đã đến chưa? Không phải, hôm nay báo ở đâu? Báo ngày hôm nay ở đâu? Ở bên cạnh cái máy tính. Tá sư A. Không. Ba. 这个房间真漂亮。这是我女儿的房间。旁边的是我儿子的。八，这个房间真漂亮。这是我女儿的房间，旁边的是我儿子的。八，这个房间真漂亮。这是我女儿的房间，旁边的是我儿子的。căn phòng này thật là đẹp.Đây là căn phòng của con gái tôi. Bên cạnh là phòng của con trai tôi. Tá sư Y. 九，你喜欢哪件衣服？我喜欢白色的。九，你喜欢哪件衣服？我喜欢白色的。九，你喜欢哪件衣服？我喜欢白色的。bộ quần áo kia không? Tôi thích cái màu trắng. Bạn thích bộ quần áo nào?nào là cái nào mà không phải là nào vâng
Bạn thích bộ quần áo nào? Tôi thích bộ quần áo màu trắng. Tả answer B.十, 哪本书是你的? 这几本书都是我的。 十, 哪本书是你的? 这几本书都是我的。 十, 哪本书是你的? 这几本书是都是我的。 Cái quyển sách kia quyển là sách của bạn nào đúng không? Quyển sách nào là Quyển sách nào là của bạn? Mấy cái quyển sách này đều là của tôi. Đấy, thế nào? Là Đã sách answer nào? C. Đấy. Hãy ơi. Vâng ạ. Đi san bộ phận. Đi 11-15题. 听对话，选择正确答案。例如：小王，这里有几个杯子，哪个是你的？左边那个红色的是我的。小王的杯子是什么颜色的？ 十一，你最喜欢哪块手表？ 我最喜欢左边的。男的最喜欢哪块手表？ 十一，你最喜欢哪块手表？ 我最喜欢左边的。男的最喜欢哪块手表？ 徐毅，你最喜欢哪块手表？我会喜欢，桌，左边的。Bạn thích nhất là cái đồng hồ đeo tay nào? Tôi thích nhất là cái ở bên trái. Tả An sư đây là chữ tha đúng không ạ? Cái câu hỏi ạ. Tha nào, thầy không nhìn ở bên kia. Sì ar. Jīn tiān de bào zhì zài zhuō zì shàng, nǐ kàn bà. Hǎo, wǒ zhī dào le. 桌子上的报纸是哪天的? 十二，今天的报纸在桌子上，你看吧。好，我知道了。桌子上的报纸是哪天的? 今天的报纸在桌子上，你看吧。 好，我知道了。桌子上的商标是哪天的？桌子上的报纸是哪天的？ Em chưa làm bài thì làm sao mà đọc được cái thế là thế nào? Em không nhớ được hết mặt chữ. Thì ghi phiên chú âm xuống bên dưới, ghi phiên âm xuống bên dưới. Vâng, vâng. Không nhớ thì có thể có bảo cấm không được ghi đâu. Ok. Vâng. Tả An Su Bi ạ, Trinh Thiên Tơ. Dịch chưa nhỉ?
Quên mải mắng À. nữa chứ. Báo hôm nay ở trên bàn, bạn thấy không? Có, tôi biết rồi. Ở trên báo hôm nay ở trên bàn là ngày ngày nào? Là của ngày nào? Bây giờ đang nghe để ghi luôn cũng được, là em lấy bút em ghi luôn cái âm đọc bên dưới ấy, là xong. Không cần ghi phiên âm, ghi Vâng. hẳn bằng tiếng Việt cũng được, nhưng ảnh hưởng gì, đọc được đúng là được chứ. Dùng tất cả mọi phương pháp làm sao để ta đọc đúng là được, cái đã rồi tính tiếp.十三，你听，送牛奶的来了，你去看一下。不是送牛奶的，是送报纸的。谁来了？十三，你听，送牛奶的来了，你去看一下。不是送牛奶的，是送报纸的。谁来了？你听啊，叫牛奶的送来送了，送牛奶的，送牛奶的来了，你去看一下，一下，一下，不是送牛奶的，是送报纸。报纸的，谁来了？bạn nghe xem, người bán sữa, giao sữa đến chưa? Đến rồi. Bạn nhìn một chút xem. Bạn đi xem một chút Giao xem. giao sữa đến rồi. Đi xem một chút xem. Không phải giao sữa, Và giao báo. là giao báo. Ai đến rồi? Ta ăn sư si sung báo chữ tơ. Xung báo chữ đó.十四，丽丽，这个房间真大，这是谁的房间？这是我爸爸妈妈的房间。这是谁的房间？十四，丽丽，这个房间真大，这是谁的房间？这是我爸爸妈妈的房间。这是谁的房间？丽丽，这个房间，真大，这是谁的房间？这是我爸爸妈妈的房间，这是谁的房间？Lily, căn phòng này to thật. Đây là phòng của ai? Đây là phòng của bố mẹ. Bố mẹ tôi. Đây là phòng của ai? Tả an sư ơi, ba ba ma mả tơ.十五，哪个杯子是你的？都不是我的，给我一个新的吧。哪个杯子是男的的？十五，哪个杯子是你的？都不是我的，给我一个新的吧。哪个杯子是男的的？哪个杯子是你的？都不是我的。给我一个新的吧。哪个杯子是男的的？
cái cốc này là của bạn à? Tất cả đều không phải của tôi, đều không phải của tôi. Cho bạn một cái mới nhé. Cái cốc này có phải của bạn Nam không ạ? Ừ. Ta an su bi tâu bú sư. Cái cốc nào là của bạn Nam? Cái cốc nào? Nả là biểu câu, là câu hỏi biểu thị ý nghĩa lựa chọn. Nả cơ pay chữ tức là cái cốc nào. Ừ. Sao ở đây lại có hai chữ tơ ạ? Nán tợ tức là bạn Nam, thế còn tợ là của bạn Nam là nán tợ, tập nán tợ tợ. Ta hiểu ý không? Vâng, nán tợ là vâng, bạn vâng. Nam. Thì tợ nó là hư từ của từ nán tợ, cụm từ nán tợ. Chẳng nghe bạn Nam gọi mỗi là nán thì nó không đủ, nó phải cụm từ song âm tiết, nó phải thêm từ tơ là hư từ rồi đấy nữa. Thì họ gọi nủy tợ là bạn nữ, còn nán tợ là bạn Nam. Vâng, vâng. Ừ. Rồi, Thúy nào, làm phần đọc hiểu nào. Thầy giáo. Ở đây. Thì còn từ ví dụ như mà là nán phấn nhỏ là bạn trai đúng không thầy? Bạn trai, người yêu. Còn nán tợ phấn nhiều là bạn chỉ là con trai thôi, không phải là người yêu, không có quan hệ tình cảm. À vâng, em bảo ông thầy. Rồi, bạn Thúy nào, làm câu 16 nào, số liệu nào. Nghe đọc luôn là thầy. Đâu, đọc luôn cái này, câu đọc hiểu. Chưa chỉ khoai, chưa chỉ xoa khoai, xấu bẻo, tâu, bú sư, ủa tợ. Những chiếc đồng hồ này không phải của tôi. À. Đúng thầy. Đúng rồi, những chiếc đồng hồ này không phải là của tôi. Đọc to lên một chút, đọc sát cái mic vào. Có tiếp không thầy? Tiếp là có tiếp. Có làm hết đi. Sứ chiểu. Sứ chi. Sứ chi. Ừ. Sứ chi. Nỉ sân thì bu hảo, tâu khưa sủy, tâu khưa sủy. Tua khưa sủy. Tua khưa sủy, siêu sĩ ý xia ba. Sức khỏe bạn không tốt. Hãy uống nhiều nước và nghỉ ngơi một chút. Tá ăn A ạ. Sứ ba. Chưa cơ pháng chen. Ú sư ủa tợ. Sư ly ly. Hứa uốn quân. Tợ. Tá ăn sư. F. Căn phòng này không phải của tôi, nó là của bà của Uân Văn. Sứ chiểu. Tha chí trưa truy sung bao chữ. Anh đạp xe đi giao báo. Tá an sư si. Ơ sứ. Chén ben tợ chưa cưa. Sư lý lão sư tợ. Sư lý lão sư tợ. Sư lý lão sư tợ. Cái chiếc xe phía trước là của cô giáo. Cô Lý. Cô giáo Lý. Ừ. Tán pi. Lâu rồi em quên. Em bỏ lâu rồi. Quen dần. Rồi, đến chi nào. A sư y nào. A sư y. Chính thiên tư thiên chi chân hảo. Của mân chu truy quán quán ba. Thời tiết hôm nay thật tốt. Chúng ta đi chơi đi. A sư o. Với dễ bu chư tao chư sân mơ. Với chẳng ý xe. Tôi đang không biết ăn gì. Để tôi nghĩ thử xem. Ở xứ san. Của trang phu trai y yuan nơ. Với giao truy kể ta sung phan.
Chồng của tôi đang ở bệnh viện, tôi muốn tới đưa đồ ăn cho anh ấy. Ở sứ sư chưa khoai sấu biểu, y chén tôi khoai chén, quý yếu ba bảy khoai, ní yếu tôi sao chén. Chiếc đồng hồ này giá hơn 1.000 tệ, tôi chỉ có 800 tệ, bạn có bao nhiêu tiền? Ở sứ ủ, ma ma chai chua phan, ba ba chai chua chi, chua chư, phàng biên, khan bao chữ nơ. Mẹ thì đang nấu cơm, bố thì ở trước cái bàn đọc đọc báo. Học theo phần 3 nào, Linh nào, à, sử liệu nào. Linh ơi. Đây ạ, đây ạ. Ở sử liệu chưa có phán trang sư ly lì tơ ta sử khoan phần xưa tơ phán trang. Cái phòng này là của Lily. Cô ấy thì thích căn phòng màu hồng. Lily tơ phán trang sư phần xưa tơ. Phòng của Lily là màu hồng, có màu hồng. Tuy đấy. Sứ chi sư chữ sang tơ bao chữ sư chúa thiên tơ thiên thiên sung bao chữ tơ mấy lái. Phía dưới cái bàn là tờ báo ngày hôm qua, còn báo ngày hôm nay thì chưa được đưa đến. Tôi chữ sang tôi bao chữ phú sư chim thiên tơ. Ở phía dưới cái bàn không phải là tờ báo của ngày hôm nay. Quay lại. Ở số 3 thì tơ giao chai phán chan ly tiêu sư ba ba tơ. Thuốc của bạn thì ở trong phòng. Ở đây là của bố. Thắng chan ly tơ giao sư ba ba tơ. Thuốc ở trong phòng là của bố. Chua lợi. Sứ chiểu. Chưa khoai. Xấu kẹo. Sư chúa thiên mải tơ. Của khấn chỉ khoan. Cái đồng hồ này là mua hôm qua. Tôi rất thích. Của chúa thiên mải lơ ý khoai xấu kẹo. Tôi hôm qua mua một chiếc đồng hồ. Tuy lợi. Tam sứ, xẻo quáng, ý sĩ khoan mà cơ dáng xua, tơ bây chữ, thấy nhỉ ý cưa, tiểu vương, thì bạn thích chiếc cốc màu gì, lấy cho bạn một chiếc. Tha gieo thấy xẻo quáng ý cưa khúng xua bây chữ, anh ấy muốn lấy cho tiểu vương một cái cốc màu hồng. Đấy, cái xẻo quáng. Thì sự Dương nào. Cái này em đọc A trước. Nhưng mà có cái thì nó lại là cái ở dưới trước. Thì tuy em đọc phần nào cũng được. Làm sao nghe nó vần vần là được. Sáng sứ y. Hôm nay tôi yêu cái ở chữ nữ ở chua chảo phan, yêu kể trang phủ chua ủ phan, khái yêu kể bằng yểu mân chua hoàn phan, chua san sư phan, chảy chân lây ya. Đá an sư bi, hôm nay tôi phải giúp con gái và con trai nấu cơm sáng, giúp chồng nấu cơm tối, nấu cơm trưa, nấu cơm trưa cho chồng, nấu cơm sáng cho con gái, con trai và con gái, không phải giúp gì cả, mà đây là làm cho. Ok. Và giúp và còn phải nấu cơm tối cho các bạn, và còn phải nấu cơm tối cho các bạn. Nấu 3 bữa, nấu 3 lần. Cái sư này em không biết là nghĩa là gì. Sư là lần. Và chua san sư phản, nấu 3 bữa cơm. Thật là mệt. Nấu 3 bữa cơm thật là mệt. Đó.
32. 我不认识前边的那两个人，他们是谁？ 左边的是王老师，旁边的是张老师。 答案是A. Tôi không biết hai cái người đứng ở đằng trước họ là ai vậy. Người ở bên trái là giáo viên Vương, một người ở bên bên cạnh là giáo viên Trương. San Sứ San. Của tờ phán trên thay xảo chu bu xa lẻng cơ rắn. Mấy quan sĩ của truy ta quay cha tha cha khẩn ta. Đáp án sư F. Cái phân phòng của tôi nhỏ quá, không ở được hai người. Không sao đâu, tôi đi đến nhà của David. Nhà của anh ấy rất là lớn. San Sứ Sư. Hôm nay tờ báo chữ lái lơ ma? Lái lơ. Nì xiêu xỉ ý xia ba. Khăn khăn báo chữ khơ khơ trả. Đáp án sư bi. Báo. Báo của ngày hôm nay đã đến chưa? Vậy. Đến rồi. Bạn hãy nghỉ ngơi một chút. Đọc báo và uống trà. San Sứ Ủ. Tôi đang muốn mua cho bố một cái đồng hồ. Bạn nghĩ là cái đồng hồ này như thế nào? Bạn thấy cái chiếc này như thế nào? Tôi nghĩ là cái này rất là đẹp. Khẩn phèo lẹo, hẳn hảo. Phần ngữ âm nữa. Yên. 第一部分，第一题，听录音，注意每个词中重音的位置。一，电子邮件。二，半途而废。 三，博大精深。四，竭尽全力。五，画蛇添足。 饱经沧桑。七，拔苗助长。八，侃侃而谈。好，Hạnh đọc lại nào. Và dịch tuân nghĩa là第二部分，注意每个词中重音的位置并跟读。一，舒舒服服。二，平平安安。 三，痛痛快快。
四。亮亮堂堂。五。糊里糊涂。六。干干净净。那七。啊，舅舅，我记呢。黑咕隆咚。八。叽叽咕咕。那hãy đọc dịch lại là có cái nó không có nghĩa. Cái nào có thì em dịch, không có thì thôi. Vâng ạ. Điện tử, yếu chen. Điện tử. Điện tử, yếu chen. Điện tử, yếu chen. Điện tử, biểu kiện. Bàn, thú, ơ phê. Ơ phê. Bán, ơ phê. Bán đồ như thế, bỏ dở giữa chừng. Của ta tinh sân, bác đại tinh thần, tinh sân, bác đại tinh thần lớn, chia chinh, quản lý, chuyển lý, chuyển lý, chia chinh, chuyển lý, tiện tẫn, toàn lực, dốc hết sức lực, khua sửa thiên, hoa. Hoa sứ thiên chú. Hoa sứ thiên chú. Họa xà thiên túc. Vẽ chân cho rắn. Hạnh về là phải rèn luyện nghe băng đọc theo nhiều nhá. Em đọc gần như câu nào cũng sai. Thế thì học hành cái gì? Em đọc một cái phiên âm, đọc câu nào cũng sai. Bảo chinh trang sang. Trang. Trang sang. Bá miếu chu trạng. May lắm đúng bà, được câu. Bá miếu trợ thưởng, đốt cháy giai đoạn. Cái này em có bốc thăm trúng thưởng không? Tự nhiên là trúng được câu đọc đúng thế. Khẳng khang ở tán tháng. Tiếp ạ. Rồi, đây đọc đi. Đọc cho đúng như thế nào? Su su phu phu. À, thoải mái. Bình 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 an an bình an thung thung tung thung thung khoai khoai vui vẻ leang leang thang thang hú ly hú thu hồ đồ can can chinh chinh sạch sẽ khay khay cu lung tung chi chi cu cu họ thứ tư khở cho cái công chỗ sư tha bang của chia sẻ đó công việc này là anh ấy giúp tôi giới thiệu cho cái công chỗ nghĩa là công việc này cơ lượng từ từ công chỗ sư tha bang của chia sẻ đó là một cụm danh từ là đây từ đây ta có động từ chia sẻ động từ này chia nếu mà câu này mà thêm từ cung chuộc ở phía sau ấy tha pang của chia sẻ tờ cung chuộc từ chữ tơ này nó bắt buộc phải giữ nguyên không được lược bỏ vì từ chia sẻ là động từ thì khi định ngữ nó là kết cấu chủ vị hoặc là động từ mà kết hợp với trung tâm ngữ thì bắt buộc giữa cái định ngữ đấy với cả trung tâm ngữ là phải có trợ từ tơ chứ không thì câu nghe sẽ không hiểu được. Chưa có cung chỗ sư tha bang của chia sẻ đó. Công việc này là anh ấy giúp tôi giới thiệu. Giá cá công tác thị tha bang ngã giới thiệu đích. Từ đầu tiên ta có từ sinh rư, âm ở Việt là sinh nhật, nghĩa là sinh nhật. Thì nhật là gì? Nhật là ngày. Còn sinh là động từ đẻ ra, cái ngày ta được sinh ra thì gọi là sinh nhật, sinh rư. Ta có từ khoái lửa, âm ở Việt là khoái lạc, là vui vẻ, khoái lửa. Thì ta có cụm từ là chu nỉ sân rư khoai lửa, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chu là động từ chúc, chúc nhĩ sinh nhật khoái lạc, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chu nỉ sân rư khoai lửa.
Tiếp theo ta có cái này nó hơi to đùng đùng. Thầy ơi, về cái giáo án cũ thầy in là không đúng luôn. Thay đổi nhiều đúng thầy? Đúng rồi, thì tôi sẽ gửi lại. Không phải không đúng mà nó không có nhiều như thế này. Mỗi ngày thầy như thế này thu hút học sinh quá rồi. Nhị đích nhiều quá không học được. Thị kỷ nguyệt kỷ hiệu. Tiếp theo là sinh nhật, họ sẽ hỏi là sinh nhật của bạn là ngày mấy tháng mấy. Nhị tư sinh rư sư chỉ duệ chỉ khẩu nhị đích sinh nhật kỷ nguyệt kỷ hiệu. Ví dụ như sinh nhật của tôi là ngày 9 tháng 9 chẳng hạn. Ủa ta sinh rư sư chỉ duệ chỉ khẩu. Ta thay cái chữ chỉ để bằng một con số cụ thể để nói rằng sinh nhật của chúng ta là ngày mấy tháng mấy. Nhưng ta lưu ý là khi nói ngày tháng tiếng Trung thì ta phải nói là tháng trước rồi mới ngày sau. Đấy, tháng trước rồi mới ngày sau. Đấy, năm tháng ngày, tiếng Việt nó là ngày tháng năm. Đấy, nó ngược nhau như vậy. Đấy. Cái phần bên dưới là phần chữ phồn thể đấy, chúng ta nhìn ra đối chiếu. Về nhà ta tự tập viết theo từ điển Khan Sử, những chữ nào mà nó khác biệt. Trong một câu không phải chữ nào nó cũng khác, người ta có thể đứng gióng như này là ta sẽ thấy. Ở đây chữ chỉ là sẽ khác này, chữ khao, chữ hiệu sẽ khác này, thế còn tất cả các chữ khác là giống nhau. Nó chỉ khác có vài chữ thôi, nhưng chúng ta học không nhiều đâu. Mình cố gắng một tí là mình sẽ nhớ được thôi. Thầy sẽ gửi lại giáo án mà. Thế là có từ cẩy, cẩy ở bên là cấp, nghĩa là đưa cho. Về chữ cẩy, đằng trước là có bộ mịch, nên về tơ sợi thì khi bộ mịch, tất cả các bộ mịch chuyển sang chữ phồn thể đều là bộ mịch như thế này. Đằng sau là chữ khứa là hợp, là kết hợp đấy. Thì ta có kết cấu là động từ kết hợp với từ cẩy, nghĩa là làm điều gì đó cho ai đó, ví dụ sung cẩy, nghĩa là tặng cho. Chia cẩy, nghĩa là cho mượn. Mải cẩy, nghĩa là bán cho. Thì sưng rư khoai lựa, chưa tủa khoa, sung cấy nỉ. Chúc mừng sinh nhật, bông tủa, su là bò, tủa, chưa tủa khoa, nghĩa là bông hoa này. Bông hoa này là tặng cho em, tặng cho bạn. Chưa tủa khoa sung tế nhỉ. Thế ta có từ chia mà việc là tiếp là nghe. Ví dụ như là hôm nay tôi đi đến sân bay đón giám đốc chẳng hạn. Chính theo của chị chi trảng chia chinh lý hoặc là chia láo bản. Thì chia đây là đón, đón ai đó. Chia phấn nhiều, đón bạn. Nhưng nếu đối với nghe điện thoại thì ta sẽ có từ gọi điện thoại là tả tên khoa. Nhưng nghe điện thoại ta không nói là thiên tên khoa mà phải nói là chia tên khoa. Ví dụ như là hôm nay tôi gọi điện thoại tại sao bạn không nghe? Xin thiên ổ cấy nỉ tả tên khoa, gọi sớm mà nỉ bù chia. Chứ không phải gọi sớm mà nỉ bù thiên đâu nhá. Gọi sớm mà nỉ bù chia. Đấy. Từ tiện khi chuyển sang phồn thể ta thấy là thêm bộ vũ ở bên trên, dưới vẫn là chữ điện. Còn từ khoa thì bộ ngôn vẫn là chữ yén như bình thường. Kế tiếp ta có các thời gian trong ngày, ví dụ chảo sảng, tảo thượng, tức là sáng sớm. Trung ngủ, trung ngọ, nghĩa là buổi, buổi trưa. Buổi trưa đúng không ạ? Trung ngủ là buổi trưa. Xia ủ hạ ngọ tức là buổi buổi chiều. Thì giờ ngọ là gì? Giờ ngọ là 12 giờ. Trung ngọ là chính ngọ nghĩa là vào buổi trưa, thế còn xia ủ là hạ ngọ là buổi chiều. Thế còn có một cái buổi sáng nữa mà nó sau giờ chảo sang ấy thì là chính là cái từ là thượng ngọ. Ta gọi thượng ngọ gọi là sáng ngủ. Thượng ngọ cũng là sáng nhưng không phải là sáng sớm. Đó, thượng ngọ là buổi sáng, sang ngủ. Trung ngủ, quản sang, vãn thượng thì là buổi tối. Thì quản nếu một mình là vãn là muộn. Vãn là muộn, ví dụ rất muộn rồi, bạn về đi. Khấn quản lợn, nỉ khuấy truy bảo. Khấn quản lợn, nỉ khuấy truy bảo. Quản là vãn, là muộn. Ta có hai câu hỏi. Nỉ chảo sang, chí tiến chỉ chóng. Nỉ chảo sang, chí tiến chỉ chóng.
Bạn mấy giờ thức dậy? Rồi sao? Ví dụ nói tôi buổi sáng 5 giờ thức dậy chẳng hạn. Ủa chào sang, ú tiền chỉ choáng. Ú tiền chỉ choáng. Hoặc là câu hỏi buổi tối, ní hoảng sang, chí tiền xuôi chèo. Bạn buổi tối mấy giờ thì đi ngủ? Thị giác nhĩ vãn thượng kỳ điểm thị giác. Tôi buổi tối 12 giờ đi ngủ chẳng hạn. Wo wǎn shāng shì er diǎn shuì jiào. Wo wǎn shāng shì er diǎn shuì jiào. Thì từ shuì thì vẫn thế đúng không? Thì từ jiào nó hơi khác một tí, trông hơi khác tí thôi nhưng hình vẫn hình vẫn hơi giống giống. Tiếp theo ta có qǐng wěn, thỉnh vấn là xin hỏi. Wěn là vấn là hỏi. Ăn trong từ quần thì có từ mấn là môn là cái cửa thì bao giờ cũng viết thành chữ mấn như thế này. Còn bộ ngôn thì bao giờ cũng viết thành chữ dén. Ta có một số phó từ chỉ mức độ là thừa pía là đặc biệt, là phây tráng phi thường nghĩa là vô cùng, khẩn là hấn nghĩa là rất khấn khảo chẳng hạn, rất là tốt. Chiếu quận chưa sư sở ma su, xin hỏi đây là sách gì? Thỉnh vấn giá thị thập ma thư. Đây là sách tiếng Hán chẳng hạn, chưa sư khan ủy su. Là của phê tráng chỉ khoan khản su, tôi vô cùng thích đọc sách. Ngã phi thường hỉ hoan khán thư. Thì từ chỉ khoan thì từ khoan viết phồn thể rất là khác, và lưu ý bộ hữu là chuyển thành toàn bộ cái phần như thế này. Còn từ su viết từ giản thể sang phồn thể, chữ su phải viết như thế này. Từ trưa cũng như vậy, chữ phồn thể là đây là chữ văn nhưng mà thành răng phồn thể thành chữ yến. Từ sấn mơ thì chữ mơ viết phồn thể là như thế này. Đấy, lưu ý cái hình của nó. Ta có khai sử, âm ở Việt là khai thủy, nghĩa là bắt đầu. Ní sở mơ sứ khẩu khai sử xuế khan nhủy, bạn khi nào thì bắt đầu học tiếng Hán vậy? Nhĩ thập ma thời hậu khai thủy học Hán ngữ. Ủa truy nén khai sử xuế đó, truy nén là năm ngoái, tôi năm ngoái thì bắt đầu học ngã khứ niên khai thủy học đích. Khai sử. Tiếp theo ta có từ ỷ chiêng, âm ở Việt là dĩ kinh, là đã, là diễn tả sự việc đã hoàn thành, đạt đến mức độ nào đó thì ỷ chiêng sẽ thường đặt trước động từ. Ủa ỷ chiêng chiếu khuân lợ, tôi đã kết hôn rồi. Thì ta thấy từ chiêng ấy, nhìn rất là phồn thể và giản thể khá là giống nhau, nhưng mà nhìn kỹ lại thì nó viết rất là khác, bộ mịch thì không nói làm gì rồi. Những cái phần đằng trên này, này nó biến hình thành chữ này. Cái chỉ biến hình một tí thôi, chúng ta không có sự so sánh, đôi lúc nhìn nó không biết nó là chữ gì. Tham vấn ỷ chinh xuế lẻng nén kha nhủy lợ, họ đã học tiếng Hán được 2 năm rồi. Thì cái lẻng nén ấy nó là bổ ngữ chỉ thời lượng, thế nên là khi mà kết hợp với tân ngữ thì nó thường đặt trước tân ngữ. Thực chất nói đầy đủ là xuế lẻng nén tợ kha nhủy lợ, họ thường lược bỏ cái từ tơ này đi, nếu chúng ta thêm từ tơ vào cũng được. Đúng như thế này. Để hằng nén tự khan gì nó lên từ tơ vào. Thì cái lẻng nén tự khan nhỉ là một cụm danh từ. Đấy. Học 2 năm tiếng Hán rồi. Đấy. Đúng là viết đầy đủ thế này. Thì sau này ta gặp ta sẽ dễ hiểu hơn. Lẻng nén tự kha nhủy lợ. Ở đây ta có từ tráng là trường mà dài, ỷ tráng phú toản đấy, lấy ngắn nuôi dài. Thì trái nghĩa với nó thì ta có từ toản là đoạn nghĩa là ngắn, toản mình đoạn mệnh. Thì lẻng là lượng từ, âm Hán Việt là lẻng, âm Hán Việt là lưỡng, là biểu thị số lượng là 2. Riêng cái số 2 ta phải nói là lẻng, không được nói là khi biểu thị số lượng. Ví dụ như hai quả táo là lẻng cơ phín của, âm Hán Việt là lưỡng cá bình quả là hai quả táo. Hai quả táo thì ta lưu ý từ phín của, từ chữ phồn thể với giản thể viết nó rất là khác nhau. Chữ cưa cũng như vậy. Lẻng cơ rấn là lưỡng cá nhân là hai người. Đấy.
Thì ở hàng trăm trở lên thì họ sẽ gọi là ở bài hoặc là lém bài. À, nhưng mà đối với hàng nghìn nhá, thì chúng ta bắt buộc phải gọi là lẻm chen. Từ hàng trăm trở lên thì chúng ta khi biểu thị số lượng là 2, ví dụ 200 thì lém phải 2000 thì phải gọi là lẻm chen. Lẻm chen khoai chén, hoặc 3 2 vạn chúng ta gọi là lẻm vạn. Còn 2 ức chẳng hạn, lẻm y. Ức là gì? Ức là một ức là 1 và 8 con số 0. Chen. Nào. One. Hai bạn. Hai ức. Đó, tay lưu ý. Tiếp theo là có từ bang, âm tiếng Việt là bang là giúp. À, bang chủ là bang trợ là giúp đỡ. Đấy. Thì là tha bang chủ ở khẩn tua, à, anh ấy giúp đỡ tôi rất là nhiều, tha bang trợ ngã hấn đa. Hoặc là xin xin nỉ tha bang chủ, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, tạ tạ nhĩ đích bang trợ. Hoặc là nỉ bang của ná chưa bẩn su cẩy trấn lão sư. Đấy. Bạn giúp tôi, ná là âm tiếng Việt là nã, nghĩa là cầm. À, bạn giúp tôi cầm quyển sách này đưa cho thầy giáo Trần nhé, à, kể Trần lão sư. Nhĩ bang ngã, à, nã giá bản thư cấp Trần lão sư. Kể Trần. Tiếp theo có từ chia sẻ là giới thiệu. Tôi kể nhìn mình chia sẻ ý xa, chưa sự Hoàng lão sư. Tôi giới thiệu cho các bạn một chút, đây là thầy giáo Vương. À, ngã cấp nhĩ môn giới thiệu, nhất hạ giá thị Vương lão sư. À, sư tơ là một cấu trúc nhấn mạnh, mà đó là đã gọi là nhấn mạnh thì chúng ta có thể bỏ đi cũng được hoặc dùng cũng được. Nếu chúng ta muốn nhấn mạnh thì ta dùng, không cần thì ta bỏ đi, câu không thay đổi mặt ý nghĩa. Nhưng mà chưa bẩn su sư của mải tợ, quyển sách này là tôi mua. Lưu ý từ mải phồn thể với giản thể với khác nhau nhé, ta lưu ý nhá. Từ su thầy nói rồi, là hoàn phản là sư của mama chua tợ, bữa cơm tối là mẹ tôi làm đấy. Vãn phạn thị mama tố tố đích chỗ tờ. Ở dạng phủ định thì ta thêm pu với trước từ sư thôi, pu sư. Sư là thanh bốn nên lưu ý phải đọc là pu sư nhé, không đọc là pu sư đâu nhé. Su pu sư của mải tờ, sách thì không phải là của tôi mua, của mải tờ. Thư bất thị ngã mãi đích. Tiếp theo là cấu trúc diễn tả thời gian, sớm mơ tơ sứ khẩu, khi điều gì đó xảy ra. Thì cụm từ chỉ số lượng, về mặt thời gian ấy, kết hợp với từ tơ sứ khẩu. Chín nhân giảo sàng 3 đẻ tơ sứ khẩu, của phú trại treo. Khi mà buổi sáng 8 giờ ngày hôm nay thì tôi không ở nhà. Kim phiên tảo thượng bát điểm đích thời hậu, ngã bất tại gia. Đó là 20岁 tơ sứ khẩu, của khái sư tạo xuế sâm. À, khi mà 20 tuổi thì tôi vẫn là sinh viên đại học. À, nhĩ thập tuế đích thời hậu, à, ngã hoàn thị đại học sinh. Tại vì từ xuẩy là tuế, là tuổi, thì phồn thể với giản thể rất là khác nhau. Từ khái cũng như vậy. Từ xuế dễ nhìn rồi, vẫn giống nhau thôi, hao như nhau. À, tiếp theo là một số động từ kết hợp với tơ sứ khẩu, tức là ta biểu thị là khi làm điều gì đó, thì cung chua, xuế xí, xuế trèo chẳng hạn, làm việc, học tập và đi ngủ. Cung chua từ sứ khẩu của bu khơ trả, là khi mà làm việc ấy, thì tôi không uống trà. Công tác đích thời hậu ngã bất hát trà. Đó. À, chưa cơ cung chua sự tha ban của chưa sao tờ. Công việc này là anh ấy giúp tôi giới à là anh ấy giúp tôi giới thiệu. Hán Việt. Giá cả công tác thị tha ban ngã giới thiệu đích thị, không phải đích thôi, không đích thị, giới thiệu đích sinh nhật, sinh nhật khoai lửa, khoái lạc, vui vẻ, không phải khoai mà là khoai
快乐, vui vẻ. Chúc nhỉ sinh nhật khoai lợ. Chúc nhỉ sinh nhật khoái lạc. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Ai, nhỉ tơ sinh rư sư. Không phải ai, hai đồng là o. Hai đợi được. Là nhỉ tơ sinh rư sư, chỉ duyệt chỉ khọ. Nhi đích sinh nhật thị kỳ nguyệt kỳ hiệu. Sinh nhật của bạn là ngày mấy tháng mấy? Cẩy đưa cho. Cấp. Tụng chí cộng cẩy. Tụng sứ. Xung cẩy. Tụng sứ. Tụng sứ. Cộng với cẩy. Xung cẩy. Chưa cẩy. Mai cẩy. Động từ cộng với cho là tặng cho mượn, bán cho. Sinh nhật khoai lợ. Chưa tủa hoa xung cấy nhị. Sinh nhật khoái lạc. Giá đoá hoa. Tống cấp nhĩ. Sinh nhật vui vẻ. Bông hoa này tặng bạn. Chia. Tiếp. Nghe điện thoại. Đón. Tha chạy chia tiền khoa. Tha tại tiếp điện thoại. Cô ấy đang nghe điện thoại. Chào sang, tạo thượng sáng sớm. Xiang ngủ, thượng ngọ, buổi sáng, buổi trưa. Xiang ngủ là buổi chiều. Cái gì thế, đọc lung tung cái gì đây? Đêm từ sáng. Sang ngủ, thượng ngọ là buổi sáng. Trung ngủ, trung ngọ là buổi trưa. À vâng. Xiang ngủ, hạ ngọ, chiều. Quán xiang, vãn thượng, tốt. Buổi tối. Ní chào sang chí tiền chỉ choáng. Ní tạo thượng ký điểm khởi điểm. Sáng. Kỷ điểm khởi sáng. Mấy giờ, bạn mấy giờ thì thức dậy. Ní quản sáng chí tiền xuôi chào. Ní vãn thượng kỷ điểm thụy giác. Bạn buổi tối thì mấy giờ đi ngủ. Cái phần giáo án này về cả lớp nhớ ghi âm toàn bộ nội dung đọc như bạn đọc vừa rồi, toàn bộ giáo án nhá, để thầy nghe có đọc sai đâu không nhá. Cả lớp nhá. Thỉnh vấn xin hỏi. Vấn hỏi. Thừa bía, đặc biệt. Phi tráng, phi thường. Khẩn rất. Chỉnh quân, chưa sư. Sớm mơ su, xin hỏi. Thỉnh vấn giá thị, thập ma thư. Xin hỏi đây là sách gì? Wǒ fèi jiǎng xǐ huà kàn shū. Ngā tì tường kàn shū. Ngā fì tường hǐ huān khán thư. Tôi vô cùng thích đọc sách. Thanh bốn mới đọc mạnh nhé. Khàn. Kàn shū. Khờ ăn khan. Khai shì. Khai thủy bắt đầu. Nǐ shénme shí hǒu khai shì xuě hàn yǔ. Nhi thập ma khởi hậu khai thủy học Hán ngữ. Khi nào bạn bắt đầu học tiếng Hán? Wǒ qǐ niān khài shì xuě de. Ngã khứ niên khai thủy học đích. Tôi năm ngoái bắt đầu học. Ỷ kinh, dĩ kinh đã. 我已经结婚了. Ngã dĩ kinh kết hôn liễu. Tôi đã kết hôn rồi. Tha mân ỷ kinh xuế liảng nén tơ khả ảnh dĩ lợ. Tha môn dĩ kinh học lưỡng niên đích Hán ngữ liễu. Họ đã học được 2 năm tiếng Hán rồi. Tráng trường tuyển đoạn lượng lưỡng lượng cộng với lượng từ lượng cơ bình quả hai quả táo lượng cơ rấn hai người lượng chen lượng quan lượng y cái từ y này này không biết cụ thể như thế này. Quan cũng tương tự như vậy.
Tôi lưu ý. Chen là giống nhau mà, nhưng mà không có gì khác cả. Lẻ quá, lẻ ý. Học. Băng giúp, băng băng chủ giúp đỡ. Tha băng chủ của hẳn tua. Tha băng trợ ngã hẳn đa. Anh ấy giúp tôi rất nhiều. Nghị băng của nó trợ bẩn su cái chén lão, cái trần, cái trần lão sư. Trần lão sư. Trần lão sư. Ở ngã nhí ngã à nhí băng ngã nã giá bạn thư cấp Trần lão sư bạn giúp tôi cầm quyển sách này đưa cho thầy Trần. Xie xie nǐ de bāng chù. Tạ tạ nhí đích băng trợ cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Chia sào. Chia chia giới thiệu. Chia sào. Chia chia sào. Giới thiệu. 我给你们介绍一下这 Sư Quang lão sư ngã cấp nhí môn giới thiệu nhất hạ giá thị Vương lão sư tôi giới thiệu cho các bạn một chút đây là thầy Vương. Sư tờ chưa bẩn su sư của quá mãi tờ giá bạn thư thị ngã mãi đi quyển sách này là tôi mua quán sàng sư mam. Quán phàng sư ma ma chua tờ. Quán phàng, quán phàng. Quán phàng sư ma ma chua tờ. Phán phàng thị ma ma tố đích. Cơm tối là mẹ nấu. Su bú sư quá mãi tờ. Thư bất thị ngã mãi. Đích sách không phải tôi mua. 今天早上八点的时候我不在家 thiên kim táo táo thượng bát điểm đích thời hậu ngã bất tại gia lúc 8 giờ sáng nay tôi không có ở nhà. 二十岁的时候我还是大学生 nhị thập tuế đích thời hậu ngã hoàn thị đại học sinh. Khi 20 tuổi, tôi vẫn là sinh viên. Cung cung. Cung chua. Cung chua tờ sử hậu ngũ bụ khơ trá. Công tác đích thời hậu ngã bất hát trà. Khi làm việc, tôi không uống trà. Vậy nội dung học chúng ta kết thúc tới đây nhá. Về nhà ta nhớ lại làm đầy đủ bài tập giúp thầy nhá. Đừng có thiếu cái gì đấy. Thầy bảo rồi, có bột với gột đến hồ. Con về làm bột cho thầy nhé, hôm sau thầy làm hồ được nhá. Họ niệm ơn trái chiên đang nghỉ tại đây ạ. Vâng, trái chiên giáo sư trái chiên. Vâng, trái chiên.